Hai Lúa xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay hai chồng Hai Lúa với mấy nhỏ đi birthday của con của ông bạn. Giờ mời cô chú anh chị em và các bạn theo Hai Lúa nha. Hai Lúa về coi như cắt cỏ rồi, làm công chuyện xong hết rồi. Giờ chuẩn bị đi ăn nhậu. Đây là trường College, Community College của gia đình CD của chú anh chị em và các bạn. Mình tôi trái mình đây nha. Rồi tới chỗ rồi nghe cô chú anh chị em và các bạn. Đây, Quang Sơn với vợ nó đây. À, ê. Ê, đi bắt đây hả? Đi đây đâu mà đông nghẹt cái đường này không biết. Ê, chúng nó bò nó chơi được á. Đây. Đâu. Vô đi em ạ. Vô đi. Vô. Bữa nay bớt đê ăn đây. Con của chị Quang á. Này dâu chị Quang. À, rồi. Phải đây. Ờ, phải không Sang? Hai. Ê. Hai Lúa xin chào ha. Đây là chủ nhà ha. Vô em. Hai chị. Mình biết sao không? Mình đi ngồi đi. Không nhá. Chồng của châu. Hả? Chồng của Đông Châu. Châu Châu nào? Châu đáp á. Chị Mỹ. Thế chị? Chị Mỹ. Có khỏe. Chị có cây dâu không? Bữa nay không có mở cửa cho nè. Bên đây đóng cửa. À. Cá hú là cái gì ta? Cá hú là cái gì? Cá hú là cái giống như nó trà phải không? Ờ biết rồi. Ê. Ủa
Đây. Anh hai. Ghép bài đang nướng nha. Giở này lên coi 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 coi. Lóc. Giở này lên coi coi. Quay phim coi. Quay phim á. Đây, một thùng đi. Cánh gà với ghép bài nha. Steak. À, à live stream hả? À, không có live stream. À, quay YouTube, phim YouTube. YouTube. À. Cũ ở đây lâu lâu có thấy cái cũ một cái chương trình đó, cũ bấm vô không hai lúa ăn sáng là coi vui lắm. À dạ, vậy là lúa tốt hả? Làm lúa tốt hả? À ok. Không ai coi chứ, coi chứ. Làm tôi. Bắt kêu được có mùi. Hôm nay bắt đời ngày mình vui quá, chú dầm cho các bạn. Nó đi qua bên gì à? Đang làm mời Yến nó mở quán nhậu ở nhà nghe. Ừ. Có cô chú anh chị em và các bạn nào có ủng hộ tới nhà số mấy quên rồi. Lot 470. Lot 470. Welcome, welcome. Anytime nha. Anytime, welcome. Qua bạn lưa thè, lưa bắt thè. Lưa bắt thè, ô, có tí thè. Ok.